Chào các bạn, sau sự thành công của những sản phẩm camera phone, những chiếc máy chuyên gia selfie ở thị trường Việt Nam như Oppo F1, F3, F5 thì Oppo họ đã tiếp tục cho ra mắt cái dòng sản phẩm mới nhất, chuyên gia selfie mới nhất của mình, đó chính là chiếc Oppo F7. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ được ra mắt trong ngày hôm nay cũng như là sẽ được mở bán và đặt trước trong ngày mai. Thì hôm nay mình sẽ có bài mở hộp và chi tiết nhanh sản phẩm này để gửi đến các bạn. Để xem là với những cái cải tiến về camera rất là nổi bật thì Oppo F7 có phải là sản phẩm mà có camera selfie đẹp nhất hiện nay không? Thì mời các bạn cùng theo dõi video. Và trên tay mình chỉ là hộp của sản phẩm và đây là một chiếc máy nguyên siêu và đây là sản phẩm trải nghiệm thôi. Tuy nhiên là những cái tính năng của nó gần như không khác biệt gì so với phiên bản thương mại. Và cái phía mặt trước của hộp này các bạn sẽ thấy một chiếc Oppo F7 với cái màu sắc màu đỏ rất là độc đáo và chút nữa thì mình sẽ nhấn mạnh ở trong phần thiết kế sau. Và ở đây thì Oppo họ cũng in luôn cái thông số camera ở phía trước ở đây, một con số rất là lớn lên tới 25 megapixel. Và mặt sau thì chúng ta sẽ có những cái thông số nổi bật, đó camera selfie AI này, bộ nhớ trong 64GB, 4GB RAM và sản phẩm nó sẽ có kích cỡ màn hình cực lớn lên tới 6,23 inch với độ phân giải Full HD Plus. Và một cái thiết kế bóng bẩy có mặt kính đổi màu rất độc đáo. Thì chút nữa mình sẽ đánh giá kỹ hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp sản phẩm. Vâng, và ở đây thì mình sẽ có chiếc Oppo F7 màu đỏ. Thì ngoài ra sản phẩm này nó sẽ có một phiên bản màu sắc nữa. Tuy nhiên ở đây thì mình mới có sẵn một cái mẫu máy thôi. Bên trong phụ kiện thì mình sẽ có một cái hộp nhỏ này. Trong hộp này thì chúng ta sẽ có cái ốp lưng thời trang Oppo tặng kèm, size dẫn sử dụng và quay chọc SIM ở đây. Và tiếp đến thì mình sẽ có củ sạc khá là lớn, tuy nhiên củ sạc này thì nó lại không hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh VOC của Oppo, nó là củ sạc thường thôi. Và một cái cáp cũng như một cái tai nghe, như phụ kiện khá là đơn giản. Vâng, và quay trở lại với chiếc Oppo F7 của mình. Và cái thiết kế tổng quan thì có lẽ đây là cái điểm ấn tượng mà Oppo họ nhấn mạnh trong năm nay. Chiếc Oppo F7 thì khi mắt sẽ có một vài phiên bản màu sắc rất là đặc biệt và trên tay mình là một trong màu sắc như vậy, đó là phiên bản màu đỏ. Và bạn thấy cái màu đỏ này khi bạn chúng ta nghiêng một góc và sẽ có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ gây lại những hiệu ứng thị giác nhìn rất là đẹp. Và các bạn thấy là ở phía sau này chúng ta sẽ có một camera chính với độ phân giải là 16 megapixel cùng một đèn flash LED và một cảm biến vân tay. Cái cảm biến vân tay này về thiết kế cũng như kích cỡ của nó khá là giống với chiếc Oppo F5. Ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ thấy chiếc Oppo F7 nó khá là giống iPhone X, vẫn một cái viền tai thỏ ở đây. Tuy nhiên là cái phần tai thỏ này nó sẽ được làm bé lại. Và đây chúng ta sẽ có loa đàm thoại cũng như là camera phụ với độ phân giải lên tới 25 megapixel và ba phím đối hướng thì đã được đưa vào bên trong màn hình. Chiếc Oppo F7 thì nó sẽ có màn hình kích cỡ cực lớn lên tới 6,23 inch và sử dụng độ phân giải là Full HD Plus. Và cái màn hình này thì nó sẽ có tỷ lệ màn hình 19:9, vì vậy mặc dù sở hữu một kích cỡ rất là lớn nhưng các bạn khi chúng ta cầm máy cho cảm giác khá là nhẹ nhàng và thon gọn, như là chúng ta cầm sản phẩm chỉ tầm hơn 5 inch một chút mà thôi. Nói chung thì về thiết kế trong năm nay thì Oppo F7 nó hướng tới một cái sự bóng bẩy. Với chiếc Oppo F7 màu đỏ này thì nó làm mình liên tưởng khá là nhiều tới cái phiên bản iPhone 8 Plus vừa ra mắt với phiên bản Pro Dark Red. Tức nó cũng có một hộp đỏ y hệt như này, cũng mặt sau là bóng và ở phía trước toàn bộ màu đen. Như vậy là nó sẽ có sự kết hợp giữa hai màu đỏ đen và đây là hai màu cực kỳ hợp lý khi mà pha vào với nhau. Tiếp đến thì mình sẽ đi đến một vài thông số kỹ thuật khác, thì đặc biệt mình nhấn mạnh luôn về cấu hình đi. Trong mọi năm thì thường mọi người đánh giá là Oppo thì thường họ chỉ có camera đẹp thôi, còn cái phần cấu hình hiệu năng của nó thì thường những chiếc máy đó nó không được tốt trong trình chơi game. Tuy nhiên thì với cái chiếc Oppo F7 này thì khi mình đo điểm AnTuTu thì mình thực sự giật mình với một cái điểm số cực kỳ lớn lên tới 138.000 điểm. Và đặc biệt các bạn thấy là cái ở đây thì nó sẽ có tốc độ điểm CPU khá là cao và đặc biệt cái điểm GPU lên tới hơn 30.000 điểm. Thì các bạn biết là những cái sản phẩm Oppo thường trong mọi năm ấy, thì khi mình chơi những game yêu cầu sử dụng 3D chẳng hạn như Asphalt 8 thì thường nó sẽ hơi bị giật lag một chút. Nhưng với cái con chip Helio P60 được trang bị trong năm nay, đây là một con chip vẫn đến từ MediaTek, tuy nhiên thì nó được cải thiện hiệu năng khá là nhiều, đặc biệt về cái phần điểm 3D. Thì có lẽ mình sẽ có một cái video đánh giá chi tiết hơn về cái điểm 3D cũng như là con chip xử lý Helio P60 để có thể so sánh với một số sản phẩm khác như là chip S636 trên chiếc Redmi 5 Pro hoặc là chip 625 trên Redmi 5 Plus chẳng hạn, để các bạn có nhìn tổng quan nhất. Tuy nhiên thì về trải nghiệm đầu tiên của mình là cái con chip này nó cho cái hiệu năng khá là tốt, đặc biệt là các bạn thấy cái điểm AnTuTu với cái điểm xử lý đồ họa cũng như là cái điểm con chip ở đây nó cực kỳ lớn. Ngoài ra thì Oppo F7 nó sẽ được chạy sẵn trên nền tảng ColorOS 5.0 mới nhất của hãng, trên nền tảng Android 8.1, cái nền tảng có thể nói là mới nhất hiện nay rồi, và nó có khá là nhiều tùy biến. Những tính năng đặc biệt khác của sản phẩm này thì có thể kể đến như là hỗ trợ 2 SIM này, máy vẫn có tính năng Face Unlock để nhận diện mở khóa màn hình. Ở đây thì mình đã cài sẵn rồi, thì bây giờ mình sẽ thử cái tốc độ mở khóa như nào. Tức là ở đây các bạn sẽ có hai cách, một là chúng ta mở vân tay, các bạn chỉ cần chạm nhẹ là có thể mở vân tay, hai là các bạn có thể khi chúng ta mở máy lên ngay lập tức. Ở đây thì mình đã cài đặt gương mặt của mình rồi, và các bạn thấy tốc độ mở khóa khá là nhanh, các bạn chỉ cần ấn nhẹ cái là ngay lập tức nó đã mở được khóa rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái điểm mạnh nhất trên chiếc máy này, đó chính là về camera. Nói đến Oppo là phải nói đến camera rồi. Vâng, trong năm nay thì Oppo F7 thì nó sẽ có camera selfie phía trước lên tới 25 megapixel, một con số rất là lớn hiện nay, và nó sẽ được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc làm đẹp. Và các bạn thấy là ngay trong cái phần giao diện này thì Oppo F7 nó sẽ tách ra hẳn một cái phần đó là làm đẹp bằng AI. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm 6 cấp độ làm đẹp khác nữa, các bạn có thể tùy chọn từ 1 đến 6.
Đó, với cái chế độ làm đẹp AI này thì máy nó sẽ tự động nhận dạng là người dùng, người chụp ảnh là nam hay nữ. Từ đó thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái độ mịn của làn da cũng như là kích cỡ mắt hay là cái độ thon gọn khuôn mặt đó để làm mặt V-Line. Và cái AI này thì rất nhiều sản phẩm hiện nay đã áp dụng rồi. Và Oppo F7 thì với một cái camera phía trước cực lớn và vẫn cái tính năng này thì đương nhiên nó sẽ tiếp nối cái trào lưu chụp ảnh đẹp trên sản phẩm Oppo của mình. Ngoài ra thì ở đây mình thấy hai cái tính năng khác nữa. Một là chế độ siêu rực rỡ. Khi các bạn bật chế độ này lên thì tất cả những cái tông màu như là những cái các bạn thấy là áo của mình này có cái logo màu cam hay những cái vùng mà có màu sắc đậm thì nó sẽ được làm nổi bật hẳn lên. Đó, các bạn thấy này, khi mình tắt chế độ này đi, đó các bạn thấy màu rất là nhạt. Đó, nhưng khi các bạn bật lên thì sẽ thấy màu sắc cực kỳ rực rỡ và khi mà chụp ảnh thì đương nhiên cái bức hình của chúng ta nhìn nó sẽ đẹp hơn, lung linh hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì đương nhiên chúng ta vẫn sẽ có chế độ hiệu ứng chiều sâu đang bật, tức là đây là chế độ xóa phông. Nói chung thì với Oppo F7 thì với bạn nào mà chúng ta thích chụp ảnh selfie thì đương nhiên mình vẫn đánh giá đây có lẽ làm sản phẩm phải nói là đi tiên phong ở thị trường. Các bạn muốn chụp ảnh đẹp thì Oppo F7 nó sẽ không làm các bạn phải thất vọng đâu. Rồi, ngoài ra chúng ta vẫn sẽ có một cái camera sau lên tới 16 megapixel, thì cũng có khá nhiều chế độ giúp các bạn có thể chụp ảnh. Đó, như vậy thì trên đây mình vừa giới thiệu với các bạn những cái mở hộp và cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc Oppo F7. Trong nay thì Oppo F7 nó đã có một cái thiết kế, một diện mạo hoàn toàn mới với cái phiên bản màu đỏ và đặc biệt cái mặt trước có phần tai thỏ giống iPhone X. Ngoài ra thì máy cũng sẽ có một cấu hình hiệu năng nâng cấp hơn với con chip Helio P60 và bộ nhớ trong lên tới 64GB. Và đặc biệt camera sẽ có số chấm lớn hơn và vẫn áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong làm đẹp. Và trong ngày hôm nay thì Oppo F7 mới chính thức ra mắt và trong ngày mai từ ngày 13 tháng 4 năm 2018 thì các bạn có thể đặt hàng trước sản phẩm này. Và mức giá cho chiếc Oppo F7 chính hãng nó sẽ dự kiến rơi khoảng tầm 7 triệu rưỡi đến 7 triệu 9. Đó thì mức giá nó chênh lệch một chút so với chiếc Oppo F5 ra mắt trong năm ngoái, nhưng chúng ta sẽ có nhiều cải tiến hơn. Đó thì với những cái video chi tiết về sau thì mình sẽ gửi đến các bạn sớm nhất và cũng như những cái chương trình khuyến mại của Giữa Thông Minh để áp dụng sản phẩm này. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.